Vâng, xin chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh mua bán xe cũ. Kênh mua bán xe cũ hôm nay sẽ cập nhật gửi tới anh chị và các bạn bảng báo giá mới nhất của Mitsubishi tháng 12 năm 2020 cùng các chương trình ưu đãi về khuyến mại, giảm giá, về lãi suất cũng như chương trình mua trả góp trong tháng này. Đầu tiên là chúng ta cùng đi tới mẫu xe sedan duy nhất của Mitsubishi hiện có mặt tại đại lý. Đó chính là Mitsubishi Atra, một mẫu xe nhập nguyên chiếc từ Thái Lan, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu phân khúc. Có giá bán lần lượt như sau. Atra số sàn có giá 375 triệu, hiện nay đang tặng 50% trước bạ trị giá 19 triệu. Atra số tự động vô cấp CVT 460 triệu, tặng bộ phụ kiện theo xe chính hãng và 50% trước bạ trị giá 23 triệu. Tiếp đến là mẫu xe Mitsubishi Xpander, mẫu xe đang làm mưa làm gió tại thị trường Việt Nam ở phân khúc 7 chỗ. Và doanh số tháng 11 năm 2020 vừa rồi, Xpander đạt được hơn 2.300 xe, đứng đầu phân khúc 7 chỗ, là một mẫu xe phù hợp với túi tiền và nhiều tiện ích cùng giá trị sử dụng. Kế thừa những ưu điểm của bản tiền nhiệm trước, Xpander mới những trang bị nâng cấp hơn và sẽ tiếp tục mở ra các hành trình rộng mở. Giá bán các phiên bản lần lượt như sau. Xpander số tự động bản nhập khẩu 630 triệu, ưu đãi 50% trước bạ trị giá 32 triệu và 1 năm bảo hiểm vật chất trị giá 10 triệu. Xpander lắp ráp có giá 630 triệu và tặng 1 năm bảo hiểm vật chất trị giá 10 triệu. Và Mitsubishi Xpander số sàn giá 555 triệu, hiện nay ưu đãi 50% trước bạ trị giá 28 triệu và 1 năm bảo hiểm vật chất trị giá 8,5 triệu. Cuối cùng là mẫu Xpander Cross 670 triệu, tặng 1 năm bảo hiểm vật chất trị giá 10 triệu. Và mẫu xe tiếp theo đó là mẫu xe Outlander, thiết kế mới hiện đại và phong cách đại diện cho sự thành công, sở hữu những tính năng ưu việt thể hiện qua ngôn ngữ thiết kế Dynamisil, an toàn vượt trội và khả năng vận hành mạnh mẽ. Không gian nội thất thoải mái và hàng loạt những tiện nghi tiên tiến, tối ưu trải nghiệm cho người dùng. Giá bán các lần lượt các phiên bản như sau. Outlander CVT 2.0 có giá 825 triệu. Quà tặng bộ ghế da cao cấp trị giá 8,5 triệu và ưu đãi 50% thuế trước bạ, còn lại trị giá 41 triệu. Phiên bản thứ hai là Outlander 2.0 Premium có giá 950 triệu. Quà tặng là camera 360 trị giá 20 triệu và ưu đãi 50% trước bạ, còn lại trị giá 47 triệu. Tiếp tới là mẫu xe Mitsubishi Pajero Sport mang những đường nét tinh tế sang trọng nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ và hiện đại thu hút mọi ánh nhìn. Giá bán phiên bản lần lượt các phiên bản của Pajero Sport 2020 như sau. Bản 2 cầu máy dầu số tự động có giá 1 tỷ 345 triệu. Máy dầu số tự động 1 cầu có giá 1 tỷ 110 triệu. Và trong tháng 12 này thì khách hàng sẽ được lựa chọn một trong 4 gói quà tặng như sau. Bộ quà tặng thứ nhất, gói bảo dưỡng 35 triệu và bộ phụ kiện 19 triệu. Bộ quà tặng thứ hai là 25 triệu lệ phí trước bạ và bộ phụ kiện trị giá 19 triệu. Bộ quà tặng thứ ba là gói bảo dưỡng 35 triệu và 1 năm bảo hiểm vật chất 20 triệu. Bộ quà tặng thứ tư là 25 triệu phí trước bạ và bảo hiểm vật chất trị giá 20 triệu. Vâng, mẫu xe cuối cùng chúng ta đi tới đó là mẫu xe bán tải Chi Tông, một chiếc pick up thể thao đa dụng đáp ứng trọn vẹn nhu cầu cá nhân lẫn kinh doanh, mang đến sự thoải mái và tiện nghi của một chiếc xe du lịch nhưng vẫn đảm bảo được tính bền bỉ và thực dụng của một chiếc xe bán tải. Giá bán và khuyến mại lần lượt các phiên bản như sau. Bản cao nhất là 2 cầu số tự động Premium có giá 865 triệu. 1 cầu số tự động bản Mivec Premium có giá 740 triệu.
Quà tặng cho hai phiên bản này là nắp thùng và camera lùi, hoặc bảo hiểm vật chất và camera lùi. Chi tông hai cầu số sàn 675 triệu. Chi tông một cầu số tự động bản Mivec bản tiêu chuẩn 630 triệu. Chi tông một cầu số sàn bản Mivec bản tiêu chuẩn 600 triệu. Quà tặng cho ba phiên bản này là nắp thùng hoặc bảo hiểm vật chất 1 năm. Vừa rồi là thông tin và báo giá các ưu đãi tháng 12. Nếu anh chị còn thắc mắc thì hãy liên hệ hotline trên màn hình nhé. Ngoài ra thì trong tháng 12 này, hãng MMV kết hợp với ngân hàng VIB đang có chương trình ân hạn 6 tháng không trả gốc, tức là 6 tháng được miễn phí trả gốc trong 6 tháng đầu, chúng ta chỉ cần trả lãi thôi. Thủ tục về thủ tục vay vốn để mua xe trả góp cũng rất là ưu đãi và linh động cho khách hàng đăng ký kinh doanh vận tải, đăng ký Grab. Ví dụ như ưu đãi cho chiếc xe Mitsubishi Xpander số sàn, nếu anh chị kinh doanh vận tải đăng ký Grab, đăng ký biển vàng thì có giá bán cực kỳ ưu đãi, chỉ với 485 triệu đồng anh chị đã có thể sở hữu được một chiếc xe 7 chỗ rộng rãi và tiết kiệm nhiên liệu. Dạ vâng, xin cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh mua bán xe cũ, và hẹn gặp lại anh chị trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.